Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Cương. Trước mặt anh em đây là một bộ bàn ăn K3 anh em nhé. Một số anh em điện đến hỏi Cương về, Cương chia sẻ thêm về cái bộ bàn ăn K3. Thì hôm nay trong video này Cương sẽ chia sẻ anh em về cái bộ bàn ăn K3 nó là như thế nào. Bộ bàn ăn K3 gồm là 3 tấm anh em nhé, là một tấm mặt bàn và hai tấm băng ở bên cạnh kia. Thì thực sự là anh em đôi khi hỏi Cương là có làm hàng lõi mức team hay không, thì Cương cũng xin chia sẻ luôn, thì là hàng ở team ấy thì Cương bổ đôi ra. Đây anh em nhìn thế này, cái tấm băng, hai tấm băng này là Cương bổ từ là tấm ở giữa team ra luôn đấy. Thì team ở giữa thì Cương cũng đã bỏ rồi, còn hai bên là hai tấm bìa đấy, anh em nhìn nhá. Này đấy, nếu anh em chưa rõ về cái điều gì thì hãy comment cho Cương để Cương chia sẻ anh em biết nhiều hơn. Còn như tấm mặt bàn đây là hoàn toàn là hàng bìa luôn anh em nhá. Đây anh em nhìn cái đầu vân gỗ là anh em có thể nhận ra được này. Đấy, còn về cái chân thì theo yêu cầu của ông anh khách hàng thì anh đặt Cương là cái đôi chân trụ tròn đấy. Thì vừa nãy Cương đã quay ở xưởng rồi, thì gần đây là cái không gian mà Cương kê vào phòng ăn ở nhà anh đấy. Anh yêu cầu một bộ là dài tầm là 3 mét, thì bộ này cũng là đúng vừa là 3 mét để đúng cái không gian phòng khách phòng ăn ở nhà anh đây, rất là vừa vặn và xinh xắn. Nếu anh em nào mà thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay mà có ý nghĩa thì hãy comment cho Cương, hãy chia sẻ cho Cương những điều anh em còn đang thắc mắc băn khoăn ở đây để Cương làm những video sau chia sẻ anh em được nhiều hơn. Còn như Cương chia sẻ đây là Cương sẽ chia sẻ những cái loại gỗ nào mà nó ổn định và tốt nhất để anh em làm đồ, kê đồ một cách là ổn định và ngon lành nhất để anh em chơi. Đấy, anh em nhìn đây là một bộ lim xanh tali, bộ bàn ăn gỗ lim xanh tali rất là đẹp luôn, rất là vừa với không gian phòng khách của nhà anh. Bộ này mình có thể vừa làm bàn ăn cơm, vừa làm bàn tiếp khách một cách rất là thoải mái luôn, ngồi không gian mở anh em nhé. Đó, đây Cương quay toàn bộ không gian bếp nhà anh Hùng ở trên Hà Nội. Nếu anh em nào thấy video chia sẻ của Cương mà hay có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của Cương.